Tôi đang dọn hàng, chưa bán hàng nhá. À, mà cô mua cái gì? Cho cháu mua chai dầu gội đầu ạ. Thôi được rồi, chờ tôi một tí, tôi bán mở hàng xong tôi bán cho. Thì cháu mở hàng cho bác nhá. Cái cô đi buồn cười nhỉ? Tôi đã bảo là không mở hàng cho đàn bà. Bác này bán hàng buồn cười thế nhỉ? Cô này rất buồn cười nhá. Cô bảo cô buồn cười thì cô cười đi. Hả? À? Cười. Lạ thật đấy. Tôi mở hàng cho đàn bà để tôi móm cả ngày à? Đây. Cái cô kia. Tôi bảo ai dở hơi đấy. Hả? À? Đứng lại đây. Ôi dồi ôi. Nhá, sáng ra chúng tao chưa mở hàng nhá. Mặt mũi chúng mày để đâu hả? Vâng. Đúng là hàn. Bác có sao ạ? Để cháu đỡ bác dậy ạ. Ngột à? Họ hàng hàng hốc gì mà chú với bác. Dạ, thế để em đỡ anh dậy ạ. Ôi dồi ôi. Nặng quá. Ôi dồi ôi. Mày giúp tao này. Nào. 1, 2, 3. Ôi, 1, 2, 3. Nặng quá mày ạ, nặng quá. Có miếc vào mắt đấy. Các cụ đã bảo rồi, chị đỡ em phải nâng. Một đứa bốc đầu, một đứa nâng đuôi. Thế mày nâng đầu để tao nâng đuôi, một đứa đít cho. Đấy, nhẹ nhàng chứ không có gì đâu. Nói cấm có sai. Dạ. Các cụ đã dạy rồi, chị đỡ em phải nâng. Vâng ạ. Đứa bốc đầu, đứa nâng đuôi. Đấy. Dạ. Nhẹ nhàng như anh vừa đẩy xe hàng. Dạ vâng ạ, may quá, bác lại không sao, thế để cho bọn em xin phép ạ. Sao lại không sao? Nát hết cả hàng quá như thế này. May nhé, các em là con gái xinh đẹp nhé. Giá mà là hai thằng đàn ông nhé, tao cho chúng mày mỗi đứa một cái tát luôn. Nhưng mà không sao, các em đẹp là các em có quyền. Là mình mua mở hàng cho bác thì chưa đợi anh ấy. Bác ơi, cho em một thùng Camilla ạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Này, riêng thùng nước ấy nhá, anh bán là giá 200. Nhưng bọn em đẹp, anh bán chỉ 100 thôi. Dạ vâng ạ. Chờ anh thế. Vâng ạ. Dạ. Này, ông làm cái trò gì đây? Tôi đi bán mở hàng cho hai cái cô này. Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi, sáng ra không mở hàng cho đàn bà. À thôi, hai em thông cảm. Riêng nhà này thì không bán mở hàng cho đàn bà. Dạ dạ. Vâng, thế thì là chúng em xin phép ạ. Ừ. Rồi, chào anh chị ạ. Dạ, để dạ. Khi khác nhá. Dạ. Hai em. Đi thẳng qua luôn đi. Hai em cơ đấy. Thế làm sao? Ông nhìn xem, chúng nó có bằng tuổi con ông không? Già rồi còn phởn. Này, chỉ có bà già nhá. Tôi không có chuyện già. Quan hệ xã hội, người ta thích xưng hô như thế nào thì đi việc của người ta. Thế thôi, có cái tật là cứ thấy gái trẻ là bắt đầu ghen. Già là phải. Đây không có già nhá. Ông nhìn này, cảnh tượng quá là hùng vĩ luôn. Tôi nói cho ông biết này, đêm anh em mình mà ra đây câu mực uống bia quá, quá chuẩn luôn. Chắc chủ cho vọng mấy tấm hình đi. Này, bây vợ ăn ảnh tướng quá giờ vẫn chưa no. Với phụ nữ ấy, chụp ảnh không bao giờ là đủ cả, bà nhỉ. Rồi, nào. 2, 3 nè, nhìn nè. 2, 3 nè. 2, 3 nè. Được rồi, chưa? Đẹp, quá đẹp. Bây giờ chồng chú cho vợ một cái nhìn ra xa nhá. Nào. 2, 3 nào. Ảnh quá xinh. Ảnh đẹp quá. Chồng. Đẹp chưa? Ước gì vợ chồng mình cũng có một căn biệt thự ở ven biển như thế này. Biệt thự đẹp nhá. Ông bà không biết à? Đây là dự án Green Dragon City của tập đoàn TTP mà họ đang mở bán rồi đấy. Tháng trước vợ chồng tôi mới đầu tư 2 lô đấy. Uầy, vợ chồng nhà này giàu ngầm à? Mua mà chả rủ bạn bè gì cả. Kinh đấy. À, tôi bảo này, ở đây giá cả họ bán như thế nào? Có đắt không? So với dự án Cuốn Phương Khúc ở đây thì em thấy giá cả khá là hợp lý ạ. Vợ chồng em đầu tư ở đây mới có được 1 tháng thôi mà mỗi lô đã lãi được gần 1 tỷ rồi. Cái gì? Một tỷ á? Chính xác luôn.
Chồng ơi, hay là... Là sao? 1 tỷ đấy. Chốt luôn. Yeah. Tôi thấy hai ông bà nên đầu tư đi. Quả này chắc chắn thắng to đấy. Dạ, con chào bố mẹ ạ. Ôi, hai cái đứa này, thế bảo đi nghỉ tuần trăng mật mà có 3 ngày đã về thế hả con? Bọn con đang có một kế hoạch làm giàu nên quyết định chỉ đi có 3 hôm thôi ạ. Đúng ạ. Kế hoạch thế nào? May quá à, hôm nay có cả bố cả mẹ ở nhà. Con thì thưa bố mẹ như thế này, là vợ chồng con đang có một kế hoạch rất là nóng hổi. Ui dồi, muốn nói chuyện với bố mẹ. Nóng hổi à? Này, nóng thì từ từ thổi đã, cho nó nguội. Vớ vẩn rộp mồm rồi đấy. Thế có chuyện gì nói cho mẹ nghe xem nào. Sao chúng mày nghiêm trọng thế? Mới đi có 3 ngày mà đã có bầu à con? Chưa ạ. Bố mẹ em gì phải vội, kiểu gì bố mẹ chả có cháu để bồng để bế. Vợ con ấy thì chưa có bầu, nhưng mà bí thì có. Thế là thế nào? Dạ, thưa bố mẹ, vừa rồi vợ chồng con cưới được tiền mừng là 1 tỷ 7. Nhưng mà vợ chồng con xuống Cẩm Phả thấy dự án muốn đầu tư nhưng mà thiếu 300 triệu, bố mẹ cho con vay nhá. Chúng mày bị điên à? Ở đây thiếu gì việc để làm mà chúng mày đến tận thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh? Mẹ, bố, bọn con đã tìm hiểu kỹ rồi. Tập đoàn TTB đang mở bán khu nghỉ dưỡng ven biển Green Dragon City. Rất là đẹp luôn mà giá cả lại cực kỳ hợp lý ạ. Đúng đi bố ạ. Khu đô thị Green Dragon City nhá, rộng hơn 100 hectare mà có đường bờ biển đấy, dài 2,5 km. Được thiết kế chuẩn đô thị 5 sao của Nhật Bản và được kiến trúc sư hàng đầu của Nhật Bản thiết kế đấy. Ôi bố mẹ ơi, đẹp đẹp lung linh luôn đi. Vâng. Nhà mình có thể làm khu nghỉ dưỡng ạ. Cuối tuần thì về thư giãn mà không cần phải thuê khách sạn nữa. Nhưng mà con ơi, nhưng mà đi từ đây đến đấy bao xa? Ui, nhanh lắm bố ạ. Bây giờ có đường cao tốc rồi, bố con mình chỉ cần lên cao tốc phóng vút một phát khoảng 2 tiếng rưỡi là đến nơi. Cách thành phố Hạ Long ấy chỉ khoảng 10 đến 15 phút đi xe thôi. Mà đầu tư ở Hạ Long ấy nó đắt gấp đôi gấp 3 lần ở Cẩm Phả cơ. Nên vợ chồng con quyết định là sẽ đầu tư ở Green Dragon City. Vâng, và thêm một ưu điểm nữa là có hệ thống nước khoáng nóng Cẩm Thạch dẫn đến từng nhà. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Đúng rồi. Rồi. Tôi nghe các con nói mà bố thích phê lòi. Có khi bố cũng dự định là bố mẹ cũng phải tạo ra một cái tuần trăng mật ấy. Nhưng mà này, mẹ con ấy có ít tiền gửi tiết kiệm nhưng mà chưa đến hạn đâu. Bây giờ rút ra ngay sợ phí. Đúng rồi. Lúc cưới bố mẹ con bảo là cưới xong cho chúng mày 1 tỷ. Thế bố của anh đã đưa cho chúng mày chưa? Dạ. Còn 500 triệu. Nhưng mà vợ chồng con ngại hỏi. Cái gì? Có gì mà ngại? Ôi, con ở dưới tôi rất lạc hậu. Lại nghĩ thế thì cứ dâu con rể khách nhỉ? Dạ. Bây giờ nhất là dâu mà ngoan thì thành gái mà rể ngoan thì thành trai nhá. Dạ. Không có cái gì phải ngại. Đều người nhà cả. Mày không ngại đi để bố đi đón bố ấy bố. Bố làm thế ngại mặt con. Đấy, vẫn cứ ngại. Bố mới sẵn đòi. Bố mày sắp cướp bố vợ mày đâu mà mày phải ngại. Nó cứ để đấy bố. Thế có cái gì đâu. Qua được. Quốc Anh có nhà không đây? Có. Quốc Anh có nhà không đây? Bảo là có. Đây. Có ở đâu? Đây. Trời ơi. Đây. Khổ quá. Ông vào nhà. Ông mới bóp chuông chứ. Chuông đâu ra mà bóp? Trời ơi. Cái chuông nó lù lù to bằng nửa cái thủ của ông. Đấy. Ở ngay cái mép cửa đấy. Lần sau vào nhà bóp chuông đấy nhá. Vẽ chuyện. Ôi giời ơi, thiên hạ nói cấm có sai.
người ta đồn ông đúng là quang đần có khác, không sai thế nào. Cái gì? Thằng nào? Thằng nào dám gọi tôi là quang đần? Ôi trời ơi. Ở đây chỉ có hai thằng thôi. Chẳng nhẽ là thằng này lại bảo thằng này à? Bắt đầu ông đấy. Thứ hai. À, mà không hiểu tại sao. Này, tôi lại gả cái con liên tít thì tôi cho cái thằng Minh nhà ông nhỉ? Tôi bắt đầu ngửi thấy cái mùi ấy, thông gia trở thành thông cống rồi đấy nhá. Đã thế bây giờ nhá, tôi về nhà tôi lôi cổ con liên tít về, tôi trả lại nơi sản xuất luôn. Ôi trời ơi, đùa tí này, về già này, khó tính thế. Đùa hơi dài đấy. Này, trước khi hai đứa lấy nhau, tôi với ông đã thỏa thuận rồi. Đấy. Thế nào? Con liên nhà tôi là lá ngọc cành vàng nhá, đúng không? Biết rồi. Ông sang, ông hỏi nhá. Tôi đã chấp nhận là không đồng rồi. Ông hiểu chưa? Tôi vẫn biết ông bảo là của quý không mua bán mà chỉ tặng đúng không? Mà đã nhận quà tặng rồi thì không được phép quay đầu. Đúng rồi. Mà tôi nói cho ông nghe nhé. Tôi còn quý con liên tít nhà ông còn hơn ông quý nó. Kiếm đâu ra con xe lạ nhỉ? Cồng kềnh mà lại rắc rối. Úi giời, mượn đâu đấy? Mượn á? Ôi trời, tuổi này mà mượn á? Nói thế nào? Này, con này ba bánh đấy. Ba bánh lạ nhỉ? Úi giời, ba bánh nó mới hiếm chứ, hai bánh với bốn bánh nó chạy đầy đường. Này, con xe có đó không? Ôi giời, có hơn tỷ bọ mà. Hơn tỷ mà còn bọ. Này, lấy đâu ra lắm tiền thế? Vừa trúng quả đất nền, lãi hơn tỷ, quyết mua luôn. Vừa rồi, ông lãi hơn một tỷ. À? À, ông chơi được đấy. Ấy vậy mà ông vẫn cố tình ăn quỵt. Quỵt ai bao giờ? Nợ tiền không trả. Nợ ai? Thôi. Trả tiền tôi đi. Tôi vay ông bao giờ? 500 triệu á. Này, đùa dai nó vừa thôi. Tôi đùa bao giờ mà 500 triệu? Này, tôi nói cho ông nghe nhé. Ông đừng có cái kiểu mà nói trước quên sau nhá. Rõ ràng ông hứa với thằng Minh nhà tôi nhá. Sau khi lấy cái con liên tiết nhà ông ấy, ông sẽ cho nó 1 tỷ. Bây giờ mới có 500 triệu. Còn 500 triệu giả đốt đấy. À. Tôi cái gì? Nhớ rồi. Đúng. Tôi có hứa là cho vợ chồng cho nó 1 tỷ. Đấy. Đúng không? Nhưng tôi phải giữ lại 500 để tôi bảo hành. Sau cái tuần trăng mật tôi cho chúng nó. Ôi giời. Cái gì? Nó xong cái tuần trăng mật rồi còn gì nữa? Để tôi nói cho ông biết nhá. Con nhà người khác ấy đi hưởng tuần trăng mật phải mất 7 ngày. Nhưng con nhà mình có 3 ngày là hết mật rồi. Ủa thế nào? Hết rồi. Còn chúng ta là có 3 ngày là xong hết rồi. Xong hết rồi. Xong béng rồi. Ừ, được 500 đứa luôn. Thôi được rồi. Vào trong nhà. Hả? Có ấm trà ngon. Trà của tôi là cái loại là 500 triệu một cân đấy. Úi dồi. Đi vào đây. À. Cho thưởng thức trà mới. À. Thôi cứ để ba tong ở đây. Thôi cứ nhưng... cầm hộ tôi cái ba tong. Cứ thích hoài là cái gì đấy. Ê, đi vào đó. Đấy. Uống nước đi ông ơi. Trà cực ngon đấy. Ông uống đi. Ông bà quá sướng này. Đấy. Cái liên nhà tôi nó đang ấp cho ông bà đứa cháu đích tôn đấy, chuẩn bị sẵn cho nó đây rồi. 500 triệu gói về dưới bóng Hà Nội nhá. Cũng là cháu ông rồi gì nữa. Ừ. Thấy chưa đấy bà này, chả giấu gì ông, hai vợ chồng nó định đầu tư vào khu biệt thự nghỉ dưỡng ở Cẩm Phả Quảng Ninh. Ôi thì tôi xui chúng nó chứ ai. Bảo chúng nó đầu tư vào khu biệt thự nghỉ dưỡng Green The Dragon City của tập đoàn TTP. Có tiền để làm gì? Về bảo bà ấy rút tiền ngân hàng ra mang xuống đấy mà đầu tư. Được biết vị trí đó thế nào mà đầu tư? Này, vị trí đất thành phố ven biển, đất kim cương luôn. Tôi vừa đầu tư một lô trong một tháng lãi 1 tỷ mua luôn con xe. Ôi dồi, một tháng lãi 1 tỷ? Ừ. Chứ sao. Tôi khoái nhất cái đô thị đấy này, chuẩn 5 sao. Nhưng mà tôi cộng thêm 3 sao nữa là thành 8 sao. Sao lại cộng thêm 3 sao nữa là thế nào? Chứ sao. Tức là đầu tư có lời ngay 1 sao. Bãi tắm có du thuyền 1 sao nữa là 2. Nước nóng quang hanh về tới tận nhà 1 sao nữa là 3. Như thế chả là 8 sao à. Mà giá lại mềm hơn gấp 3 lần những dự án khác.
Ông ơi, giá mà có du thuyền anh em mình đi câu mực nhậu nhất không nhỉ? Chỉ có nhất thôi. Này, bảo bà ấy rút tiền ngân hàng ra đầu tư luôn đi, không có chậm nữa. Hết ý. Rồi xuống đấy không còn tiếng nổ rồi đó mắt rồi. Biết rồi, đưa tiền lên về tôi đưa cho chúng nó. Từ từ, đồng tiền phải đi liền với khúc ruột. Nếu ông có nhã ý tốt hộ tống tôi sang tận nơi đưa tiền cho chúng nó. À mà này, nhân tiện đấy, ông làm thế nào ông kích cái con mụ vợ tôi ấy, để nó nhẹ tiền ra tôi với ông cùng đầu tư. Làm gì phải kích, tôi sẽ dẫn ông bà xuống tận nơi mắt xem tại chỗ, chắc chắn là bà ấy lòi tiền ra ngay. Với thế đất Ngọa Long Vượng Thổ hình thành một đô thị thịnh vượng giữa lòng kỳ quan truyền tích mang tên Green Dragon City. Sở hữu vị trí kim cương đắt giá, nơi tâm ngọc của thành phố, kết nối giao thông thuận lợi khi tiếp giáp các trục giao thông huyết mạch và bốn động lực kinh tế lớn của tỉnh Quảng Ninh, Green Dragon City tọa lạc trên thế đất tựa sơn tiếp hải để kiến tạo một đô thị xanh đẳng cấp và đáng sống bậc nhất tại Cẩm Phả. Với kiến trúc tân cổ điển sang trọng cùng cách bài trí đầy tinh tế, dãy nhà liền kề là cơ hội để chủ nhân sở hữu một không gian sống mơ ước hay một nơi sinh lời lý tưởng từ hoạt động kinh doanh ngay trong cùng một ngôi nhà. Thưởng ngoạn kỳ quan ngay trước hiên nhà là đặc quyền riêng dành cho chủ nhân các căn biệt thự biển Green Dragon City. Bến du thuyền nơi ghi dấu những bước chân thượng lưu. Green Dragon City tận hưởng món quà vô giá từ thiên nhiên, nơi hội tụ vượng khí của đất trời. Green Dragon City, địa linh sinh vượng khí. Ông bà thấy thế nào? Niềm mơ ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong. Quá rực rỡ luôn, phải công nhận ông cũng được mặt đất tình đời. Bà thấy thế nào? Kiến trúc khu này thì tôi mê quá rồi ông ơi. Nhưng bây giờ phải sang nhà bác Quốc Anh xem thế nào. Dạ vâng ạ, bác Quốc Anh thì đã sở hữu sản phẩm ở đây và biết rất là biết rõ về dự án Green Dragon City của tập đoàn TTP rồi ạ. Thì bây giờ em xin phép được mời gia đình nhà bác Quang với cả nhà anh Minh tham quan dự án để thực tế tham quan những căn biệt thự biển ở đây cũng như mặt biển ở đây rất là đẹp ạ. Được không? Bây giờ thực mục sở thị, ông bà ra xem căn biệt thự biển của tôi ấy, nằm sát sàn sàn xịt 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 bờ biển, ông bà chỉ có mờ mê tít in tít. Ta đi luôn nhỉ? Đi luôn! Đi luôn! Công anh đã hài lòng chưa ạ? À, tiến độ như thế này khoảng hơn tháng nữa chắc là hoàn thiện nhá. Dạ vâng ạ, hơn tháng nữa anh có thể hưởng thụ tại cái căn biệt thự của chính mình rồi đấy ạ. Vâng ạ. Này, ông bạn thông gia, hơn tháng nữa tôi rước ông về đây. Sáng ngủ dậy chạy tập thể dục ven biển, sau đấy uống cà phê tắm nước nóng Quang Hanh, tối đến lên du thuyền câu mực câu cá, cuộc sống thế nó mới hưởng thụ, nó mới sướng như vậy. Còn đi câu mực câu cá thế thì sướng quá. Cuộc sống phải thế. Bây giờ cô anh đi rồi. Vâng ạ, em chào anh ạ. Không biết anh đi ngắm được cái căn nào đây chưa ạ? Ui, dẫn nó đi một vòng rồi nó chưa ý. À, dạ vâng ạ. Này, cho anh hỏi, căn biệt thự này của ai nhỉ? Họ có bán không? À, anh ơi, căn biệt thự này đã có chủ nhân rồi ạ, chính là anh Quốc Anh ở đây ạ.
Đây chính là chủ nhân của căn hộ ạ, các biệt thự. Bác ạ. Dạ vâng ạ. Chào chú. Em trình bày với bác này, em có thằng con trai, mấy hôm nữa em cưới vợ cho nó. Em dẫn nó đi một vòng dự án mà nó chỉ thích đúng căn của bác. Bác nhượng lại cho em, cộng cho em bao nhiêu thì bác cứ bảo. Không, căn này tôi không bán đâu. Để dưỡng già, cuộc sống bây giờ là hưởng thụ, không bán đâu. Đấy, mày thấy chưa, bác đây có bán đâu. Bác ơi, cái trước bác mua căn này bao tiền bác? À, cách đây 4 tháng, bác mua căn này hơn 9 tỷ. Bây giờ, hơn triệu đô rồi đấy. Đấy, con đã bảo bố rồi, mua ngay từ đầu thì không mua. Thế tao chả đang đi mua cho mày đây còn gì nữa. Thôi nhá, bây giờ đi vào dự án. Mày thích căn nào, bố xuống tiền căn đấy, được chưa? Rồi, chào các bác. À, chào chú. Chào anh ạ. Ông ơi. Hả? Mới mua có hơn 4 tháng mà lãi gấp đôi. Ông tính thế nào thế? Gấp đôi là thế nào? Trên gấp đôi cái lại. Ôi trời ơi, đấy bà thấy chưa? Hả? Mua hơn 4 tháng mà lãi hơn chục tỷ. Ôi, hơn 4 tháng mà lãi hơn chục tỷ á? Ừ. Tôi quyết 3 căn. Hả? 3 căn ạ? 3 căn. Chứ sao? Tiền đâu ra? Thế với tài. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ông bà thông gia hóa ra là dầu ngầm nhá. Thế này là em giết bố rồi. Em xin lỗi, bây giờ em đang rối lắm, em không biết phải làm sao cả. Cứ bình tĩnh, nghe lời bố. Bây giờ hãy bỏ cái thai đi nhá. Không, em không bỏ đâu. Làm như thế thì tội lỗi lắm, em không làm đâu. Em còn phải học tiếp bài học này, rồi còn tương lai ở phía trước nữa. Nghe lời bố đi nhá. Em không cần học đại học, em cũng không cần tương lai nữa, em chỉ cần ở bên bố thôi. Bình tĩnh nào, em suy nghĩ lại đi. Bây giờ còn vợ bố này, còn con bố này, làm sao mà em có thể vào ở nhà bố được? Bố ơi, nói chuyện với vợ bố đi. Đây là con của chúng ta mà. Em xin bố đấy, em chỉ cần ở bên bố thôi. Em không cần gì cả. Thôi được rồi, em hãy cầm lấy rồi đi giải quyết cái thai đi. Em không cần số tiền này. Bây giờ em không cần tiền. Em xin bố đấy. Con em cần của bố. Thế có nghĩa là em kiên quyết không bỏ cái thai này đi, đúng không? Không, em không bỏ, nhất định không. Em nên nhớ, bố vẫn đang giữ hợp đồng giữa bố với em đấy. Em còn nhớ những điều khoản hợp đồng trong đó không? Em xin bố, là lỗi của em. Em xin bố đừng đối xử với em như thế mà. Em xin lỗi. Nếu như em không nghe lời bố, bố sẽ khiến em sống không bằng chết. Đúng mà. Nhớ chưa? Không, không.
Kệ em, sinh như này ngồi đây làm gì đây? Lại thất tình à? Đi chơi với anh em. Yêu làm gì mấy cái thằng đấy? Đàn ông gì để em buồn này? Đi với anh đêm nay. Qua đêm nay anh sẽ cho em làm bà hoàng. Chờ anh đi. Đi em. Đi. Đi với anh. Đi đâu đây em? Hiểu không? Bỏ ra. Anh thoải mái mà. Nhậm mở không có mình. Phạt này. Uống đi mà. Thế đầu ngươi thế nào mà ra cái nông nỗi này hả? Còn có biết là cái hồ này sâu lắm không? Rơi xuống thì chỉ có chết thôi. Rõ khổ. Con cứ tưởng chết là hết à? Hả? Phải nghĩ cho người thân, cho bố mẹ, cho gia đình. Bao nhiêu người ung thư bệnh tật nặng, họ phải bán cả tài sản đi để họ cứu lấy cuộc sống, cứu lấy mạng sống của mình. Họ trân trọng cuộc sống như thế mà con lại định hủy hoại mình là sao? Mày như con gái chú thôi, tuổi trẻ tránh sao khỏi vấp ngã. Mà đã vấp ngã thì phải biết vươn lên, biết đứng dậy, biết quý trọng cuộc sống. Dù thế nào cũng phải sống. Sống không vì mình thì cũng phải vì mọi người. Nghe chưa? Vừa đâm người vừa cướp của. Sao? Muốn lấy cả đôi à? Này. Ý em không phải thế. À, đưa chân đây. Đưa chân đây. Từ từ thôi, không đâu. Để em làm cho.
vừa rồi. Tại vì em thấy đôi kia của anh hỏng nên là em mới... Vậy mà anh cứ tưởng là em cắp giày của anh ấy. Em có làm sao không? Dạ, em không sao ạ. Anh xin lỗi em nhé. Tại anh đi chậm quá, không để ý em đi nhanh. Không phải, tất cả là lỗi của em. Là tại vì em đi nhanh quá, không nhìn thấy anh đi chậm. Tại anh đi chậm quá. Không, tại em đi nhanh quá, không nhìn thấy anh đi chậm. Tại anh đi chậm quá. Không, em đã bảo là lỗi của em, là em đi nhanh quá, không nhìn thấy anh đi chậm. Anh đã bảo tại anh đi chậm quá. Tại em đi nhanh quá. Tại anh. Tại em. Tại anh. Em, là em đi nhanh. Tại em đi nhanh. Em đã bảo là anh. Em bảo là tại em. Anh bảo là anh mà. Tại em đi nhanh. Tại anh. Tại anh. Chậm cái cốc sữa rồi mà đờ đẫn này. Uống sữa đi con. Dạ, không phải chuyện đấy đâu mẹ. Chuyện gì? Mẹ muốn có con dâu chứ. Mẹ hóng mái rồi chứ. Này, con có bạn gái rồi à? Ôi, nó con gái nhà ai? Đưa về đây để mẹ duyệt cho. Dạ, nhưng mà bây giờ con phải đi chơi cái đã. Ơ, không uống sữa à? Thôi ạ. Con mới chả cài. Hết thằng bố. Dính yêu đương một cái là mặt đờ đẫn à. Bảo rồi, mẹ không tin cơ. Tuyệt vời. Này, để anh gọi điện khoe mẹ. Rồi bảo mẹ cho anh cưới em luôn nhé. Alo. Mẹ à. Con trai báo cho mẹ một tin vui đây này. Tin vui gì á? Mẹ sắp có cháu nội bế rồi đấy. Dạ. À, để con đưa người yêu về ra mắt nhé. Dạ. Vâng ạ. Con biết rồi ạ. Con chào mẹ. Mẹ bảo sao rồi anh? Mẹ bảo là phải xét nghiệm ADN nãy mà. Cái gì? Sao lại xét nghiệm ADN? Em, anh xin lỗi. Tình ông bà già hay cẩn thận thôi. Dù sao cũng là con của mình mà. Đúng không? Ừ. Xin lỗi con,
Cái chuyện mà đi thử ADN ấy là không phải là vì bác nghi ngờ con, mà bác muốn cho nó chắc chắn. Cháu thử biết đấy, thằng Ken đây này là con một, mà con để xem cả một cái tài sản như thế này bác dồn hết cho nó. Cho nên bác cứ phải cẩn thận con ạ. Bác cứ yên tâm, cháu không để bụng đâu ạ. Bác đã đi xem ngày rồi, cuối tháng sau cưới là đẹp nhất. Các cụ nói rồi, cưới vợ là phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày ấy thì cái bụng nó phình ra. Ô, sao bố con hôm nay lâu về thế nhỉ? Hôm nay là ngày quan trọng như thế này mà lại về muộn. Muộn hết cả. Tôi đây, tôi đây. Con chào bố ạ. Bác ạ. Ông ơi, đây là con Trang, bạn của thằng Ken đấy ông ạ. Này, tôi đã đi thử ADN rồi, đúng 100% con cháu nhà mình ông ạ. Thôi, tôi vào trong nhà một lát. Con ơi, dọn bát đũa ra. Bây giờ bố đã hiểu tại sao kết quả ADN lại là con của Ken rồi chứ. Bởi vì nó và bố cùng là một giống mà. Cô dám. Bé mồm thôi, không mẹ nghe thấy đó. Nói để cho bố biết, chẳng có chuyện gì là em không dám cả. Còn bố, bố có đủ tự tin và dũng cảm ra ngoài kia nói với mẹ và con trai của bố rằng đứa bé ở trong bụng em là con của bố hay không? Em cứ nhớ mãi cái câu nói của bố rằng cô đừng có mơ mà bước chân vào nhà tôi. Bố thấy không? Cuộc đời đang như là mơ mà. Thôi, bố nhanh nhanh đi thay quần áo rồi ra ngoài kia ăn cơm với mẹ và vợ chồng nhé. À, với cả cháu của bố là gì? Cô